Xin giới thiệu với cả nhà, đây là những cái lộc nhá, những lộc cổ Sapa đấy, chuẩn bị bung hoa rồi nhá. Đấy, để cho mọi người xem, thấy chưa, lộc đẹp chưa, quá đẹp luôn cả nhà. Chỉ khoảng tuần nữa thôi là chỗ này lại bung toàn hoa luôn. Mọi người nhìn thấy đã chưa? Quá đã luôn nhá. Đấy. Đây nhá, lộc nụ hết rồi. Bây giờ đang là mùa hè nhá. Nắng 36, 37, 38 độ ở Hà Nội. Chưa, lộc đẹp chưa? Lộc đẹp chưa? Tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Hôm nay mình xin giới thiệu ở cái video này là chăm sóc, cách chăm sóc hoa hồng cổ Sapa mùa hè, làm sao cho nó bật lộc ra rất nhiều lộc và ra hoa nhé. Hoa nó không được to như mùa đông nhưng mà nó cũng rất là đẹp đấy, các bạn thấy chưa. Cây này là mình trồng ngoài đất nhé, trồng trực tiếp ngoài đất chứ không trồng ở trên chậu. Trồng trên chậu là không tưới được thì nó khó lắm. Đấy, chứ còn trồng ngoài đất thì mặc dù lá nó bị quắt nhỏ nhưng mà lộc vẫn nảy. Đấy, quay sát này. Chúng ta lưu ý là hoa hồng mùa hè ở miền Bắc ấy, rất là nóng cho nên là nó khó trồng, khó làm, cho nên là khi chúng ta mà muốn có nó bật lộc bật mầm để ra hoa lứa mới thì chúng ta nên cắt, nhưng mà chúng ta phải chỉ cắt cái đầu ngọn, cắt cái đầu lúc cái bông hoa nó tàn thì cắt bỏ cái đầu nụ thôi chứ đừng cắt sâu nhá. Chúng ta cắt sâu mà hết lá mà nó trụi lá là nó không phát triển được đâu. Đấy. Chưa, các bạn nhìn thấy chưa? Phần lớn các cái cây cổ Sapa nhà mình đều rất nhiều là lộc. Đến cái cây này có khi nó phải lên đến hàng trăm cái lộc nụ ra, bật sắp bật hoa đến nơi hết rồi. Tới đây lại chơi bét nhè luôn. Đấy, tuyệt vời luôn, đẹp vô vàn luôn. Đấy. Wow, đẹp quá. Mùa hè mà để mà có được những cái lộc như thế này là cả một vấn đề đấy các bạn ạ. Thì nó ra lộc đều như thế này cả một vấn đề. Đấy. Không phải là dễ làm đâu. Hoa là cây hồng mùa hè nó đều khó phát triển vì là nóng, nhiệt độ cao. Cho nên là cái từ cái mầm cho đến lá, thân, rồi đến hoa, nụ hoa nó đều yếu và nó đều bé. Thế nhưng mà chúng ta biết cách làm chúng ta vẫn có thể chơi được. Nhiều cây cắt hết là nó xong, đến lúc xong nó còn trụi lụi, nó còn không mọc được mầm cơ, nó không bật được mầm cơ. Đấy, cho nên là các bạn cắt nó phải khéo. Đấy. Mình quay mình làm cái video này giới thiệu cho các bạn để các bạn xem những cái cây lộc hầm cổ Sapa nhá, đến mùa hè. Đấy, tiếp đây này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy lộc nhiều chưa? Đấy. Lộc đấy, cái cổ Sapa đấy, thấy không, cây bé thôi lộc tưng bừng luôn. Cái này cũng phải đến 20-30 cái mầm lộc bông hoa đấy.
quay sát lại cho các bạn xem nụ nhá. Đấy, đây này, nụ. Đấy, nụ đây nhá. Đấy không? Đây này. Đấy, nụ. Đấy. Nên khoảng một tuần nữa thôi là nó lại nở tung tóe ra. Nhỏ nhỏ xinh xinh, đẹp lắm. Đẹp, mỹ mãn luôn.